từ Hà Nội vào miền Nam cảng Cát Lái để lên tàu. Và cái chuyến đi là một trong những chuyến đi bão cát. Chúng tôi thường thì nói rằng tháng 3 bà già đi biển, thế nhưng mà chuyến đi của tôi thì lại là vào cuối cái tháng 5, tháng 6 là gặp bão và đã phải rời lại 2 ngày. Tuy nhiên 2 ngày thì vẫn chưa hết bão. Tuy nhiên là mọi người vẫn tiếp tục lên đường và tôi đã chứng kiến được biết thế nào là say sóng. Sóng to gió lớn như thế nào thì cũng đã biết và được chính nhờ vậy thì lại được biết thế nào là tình quân dân, được các chiến sĩ và mọi người chăm sóc lên đỉnh say sóng. Và một trong những khoảnh khắc mà tôi yêu thích nhất đấy là cái khoảnh khắc mà tàu gồng nối điểm đất, nối con tàu với cả đảo Chìm, đảo Đá Tây Bê. Tôi đã sững người khi nhìn thấy một chiến sĩ hướng mắt về phía con tàu. Ở giữa con tàu thì lại là ngọn hải đăng chủ quyền và một chiếc tàu gồng xuất hiện nối liền người chiến sĩ với cả con tàu đấy. Mà cái tàu gồng đấy lại xuất hiện sau cơn mưa mà các chiến sĩ nói rằng là sau 7 tháng mới mưa ở đó. Và tôi cảm thấy cực kỳ là may mắn. Có lẽ là đấy là một sự linh thiêng nào đó đã trời đất đã dành cho cái khoảnh khắc đấy. Khoảnh khắc có lẽ là sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại được và cũng không có gì sắp đặt được, khi nó là tình cảm, nó là sự linh thiêng ở trên biển trời trường sa.